thông tin trên lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ cho biết, nhiều gia đình trồng lúa nếp quýt trên địa bàn huyện vừa đạt được thỏa thuận cung cấp loại lúa này cho một doanh nghiệp chuyên kinh doanh lúa gạo tại thành phố Hồ Chí Minh để xuất sang thị trường Mỹ. Theo thỏa thuận, những hộ ký kết hợp tác với doanh nghiệp này sẽ được thu mua toàn bộ sản phẩm làm ra với giá cao, đảm bảo người trồng có lời hơn so với cách tiêu thụ hiện nay. Đây là tín hiệu vui cho nông dân trồng lúa nếp quýt tại huyện Đạ Tẻ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, mở ra thị trường thương hiệu. Vào giữa năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận cho huyện Đạ Tẻ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận gạo nếp quýt Đạ Tẻ. Địa phương này cũng đã thành lập hợp tác xã lúa nếp quýt Đạ Tẻ để tổ chức sản xuất quy mô bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo thống kê, hiện huyện Đạ Tẻ có khoảng 600 hectare chuyên canh nếp quýt tại xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻ. Huyện Đạ Tẻ đang xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt với khoảng 1.000 hectare tại xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻ. Theo thống kê, đợt xả lũ của Hồ Thủy điện Đơn Dương và Hồ Thủy điện Đại Ninh vừa qua, Lâm Đồng có 4 địa phương bị thiệt hại chính là Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà và Đức Trọng với 5.000 hectare hoa màu, 30 ngôi nhà bị ngập lụt.